Chào mừng các bạn quay lại với loạt bài giảng với phần mềm R. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm việc với tập hợp con. Và mình sẽ lấy ví dụ bằng một bộ data liên quan tới bảng điểm. Đầu tiên mình cũng thiết lập thư mục làm việc. Set working directory, mở ngoặc directory bằng thư mục làm việc của các bạn. Sau đó mình sẽ nhập bộ data vào và mình quy ước biến cho nó. Read CSV, mở ngoặc, tên bộ data, mình cho hiển thị bộ data. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây là một bộ data gồm có điểm thi và kết quả. Kết quả có hai dạng là đậu và rớt. Giả sử như mình muốn làm việc với một nhóm data là tập hợp con của bộ data này. Ví dụ như mình chỉ lấy bộ data có kết quả đậu thì mình phải làm như thế nào? Việc này rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần dùng hàm tập hợp con trong R là subset. Sau đó cú pháp là nhập tên biến và tên cột mà chúng ta muốn lọc kết quả để lấy tập hợp con. Ví dụ như ở đây là cột kết quả thì chúng ta sẽ nhập như sau: điểm, dấu đô la, kết quả. Và chúng ta chỉ muốn lấy kết quả đậu thì chúng ta sẽ gán cho nó bằng chữ đậu. Sau đó đóng ngoặc lại, Enter. Thì lúc này bộ data mới của chúng ta sẽ chỉ toàn là kết quả đậu. Như các bạn đã biết, nếu chúng ta muốn làm việc nhiều hơn với bộ data mới này thì chúng ta quy ước biến cho nó ngay từ đầu. Giả sử như mình lập kết quả lại là điểm đậu. Mình đặt biến mới là điểm đậu. Và giả sử như mình muốn tính kết quả trung bình của điểm thi thì mình làm như sau: min điểm đậu đô la điểm thi. Và phòng R trở về kết quả min cho chúng ta. Tương tự mình muốn lấy giá trị SD, SD điểm đậu đô la điểm thi. Chúng ta thử kiểm tra xem là kết quả này có bị chồng lắp với bộ data cũ của chúng ta hay không, bằng cách lấy min của biến ban đầu là điểm. Các bạn lưu ý vì ở đây mình đã quá vội vàng chỉ nhập biến điểm và hàm min, do vậy phòng error sẽ trả về lỗi là nó không đọc được loại data, bởi vì trong bộ data điểm của chúng ta gồm có 3 cột: cột số thứ tự, cột điểm thi, cột kết quả. Mà trong đó cột kết quả không phải là số mà là chuỗi ký tự, do vậy nó sẽ không có giá trị tính toán trung bình. Bây giờ chúng ta cần nhập lại kỹ lưỡng hơn là min điểm và cột của chúng ta là điểm thi. Chúng ta đã thấy được sự khác biệt về điểm trung bình giữa bộ data ban đầu và bộ data chỉ gồm những kết quả đậu. Và các bạn cũng có thể làm tương tự với phần điểm rớt. Điểm rớt, chúng ta sẽ quy ước biến cho nó và lấy tập hợp con là điểm kết quả bạn rớt. Sau đó chúng ta cho hiển thị bộ data. Và chúng ta cũng có thể thực hiện các phép thống kê, ví dụ là các phép thống kê mô tả cho cột điểm thi. Video đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.